chính. Cung tiễn điện hạ. Đại ca, đã nghe ngóng được rồi. Người ngồi trên xe đó hình như là một tên thủ lĩnh của quân Nhật ở đây, còn là hoàng tộc gì đó nữa. Ông chủ nhà hàng này tên là Dương Hữu Tính, là một tên hán giang nước tiếng ở đây, chuyên nấu ăn cho người Nhật. Đại ca, chuyện lớn mà anh nói là giết tên nào trong số hai tên đó vậy? Tất nhiên là tên họ Dương đó rồi. Nhưng mà đại ca, rõ ràng là tên người Nhật đó lớn hơn mà. Tôi lại không biết ai lớn hơn sao? Cậu bị ngốc sao? Chúng ta chỉ có mấy người thế này, có đụng vào tên Nhật đó được không? Đến lúc đó lại mất đi cả chị lẫn trai. Chúng ta là người làm việc lớn chứ không phải là làm chuyện ngốc. Theo tôi thấy thì giết tên họ Dương đó vừa có thể tạo dựng danh tiếng ở huyện Võ Nghĩa, còn có thể giết một giò trăm. Nói như vậy mới lời to chứ. Đại ca cao kiến. Đại ca, vậy chúng ta ra tay bây giờ sao? Ra tay bây giờ cái đầu cậu đó, đối phó với loại hán giang đó. Không thể cho hắn chết dễ dàng như vậy được. Có chết cũng phải cho hắn chết rõ ràng một chút. Không thể trực tiếp giết như vậy được, phải bắt trước, thẩm vấn cho xong rồi mới giết. Bắt ư? Bắt như thế nào? Đây không phải sở trường của chúng ta, bắt thế nào đây? Người từ bên ngoài tới hả? Các anh đi chung với nhau sao? Đúng vậy, chúng tôi ở cùng một thôn, gia đình gặp chiến loạn, cơm không có mà ăn, vậy nên tôi mới dẫn người tới Võ Nghĩa kiếm ăn. Có chịu được khổ cực không? Được, chỉ cần cho chúng tôi miếng cơm thì khổ cực gì chúng tôi cũng không sợ. Lục tử, tiễn ba người bọn họ đi. Cậu đưa bọn họ đi dọn dẹp sẵn chính, rồi xử lý nhà bếp đi. Lát nữa tôi sẽ kiểm tra. Được, ông chủ. Ông chủ, anh chịu tiễn chúng tôi rồi sao? Cứ làm việc xong trước đã, còn lại thì để sau rồi nói. Được, theo lời dặn của anh. Đã chuẩn bị xong hết bên ngoài thành rồi. Nào cầm lấy. Hai người đi về đi. Ba cậu đi theo tôi. Được. Dương đại ca, anh lại đem đồ ăn tới cho tôi sao? Tôi thấy đã mấy ngày cô không ra ngoài rồi, sợ sức khỏe của cô không tốt nên hầm cho cô bắt canh bồi bổ. Tôi không sao, chỉ là mấy ngày này làm biếng không muốn ra ngoài thôi. Cô không sao là tốt rồi. Cô nói xem, chúng ta sống chung một tòa nhà, cô phải chăm sóc lẫn nhau mới phải. Đúng rồi, tôi bảo Tiểu Lục Tử dọn tới cạnh phòng cô rồi đó. Có gì cần thì cứ dặn dò cậu ấy. Tiểu Lục Tử cứ dọn bên cạnh phòng tôi rồi sao? Vậy thì tốt quá, sau này có việc gì cũng tiện hơn rồi. Cảm ơn Dương đại ca. Căn phòng này ánh sáng không tốt cho lắm. Trước đây cái trò cậu làm trước cửa phòng cô ấy, đừng để cô ấy phát hiện ra đó, lại thêm phiền phức cho xem. Ông chủ, anh yên tâm đi, cô ấy không phát hiện ra đâu. Cô ở đây có quen không? Quen chứ. Tôi còn định ở lại đây một năm nữa. Sau này có nhiều chuyện phải phiền Dương đại ca lắm. Anh sẽ không để bụng chứ? Tất nhiên là không rồi. Thực ra tôi còn mong cô ở lại đây luôn nữa kìa. Nhưng tôi không có nhiều tiền như vậy ở đây đâu. Không nói mấy chuyện này nữa. Cô nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền cô nữa. Đúng rồi, nhớ uống canh gà nhé. Cảm ơn Dương đại ca. Hay cho tên họ Dương nhà anh, trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo, nói không chừng lại đang đi dở trò gì cũng nên. Nếu không phải tôi có nhiệm vụ, sợ đánh rắn trong cỏ sẽ làm lộ thân phận, sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho anh biết tay. Đại ca, tôi phát hiện tên họ Dương đó thực chẳng phải là chủ tốt lành gì cả. Rõ ràng là đang coi chúng ta làm kẻ ngốc mà sai bảo mà. Anh xem, chúng ta phải dọn dẹp từ phòng khách tới cầu thang, cả căn nhà đều phải dọn dẹp một lượt. Lại bảo chúng ta ra sau bếp, ở đây rửa bát cho anh ta. Được rồi, đừng nói nữa. Cậu quên nhiệm vụ của chúng ta là làm chuyện lớn rồi sao? Đúng vậy. Đại ca,
Nói tới chuyện lớn, tôi đã quan sát rồi. Phòng của tên họ Dương đó là phòng cuối cùng trên hành lang tầng 2. Tôi đã tính rồi, chúng ta cứ chạy trối chết từ phòng của anh ta tới cửa nhà bên dưới, chừng 40 số là đủ dùng. Ôi trời, không phải cậu không biết bắt cóc sao? Sao nói nghe toàn diện chuyên nghiệp hơn cả tôi vậy? Bình thường rõ ràng là cậu đang giả ngốc mà. Chỉ là tôi cẩn thận thôi. Cẩn thận cái đầu cậu đó. Đang làm việc sao? Cũng khá đó. Tuy là vẫn còn chưa hoàn hảo, nhưng mà xem qua thì cũng có lòng lắm rồi. Tốt lắm. Trẻ con dễ dạy. Kể từ hôm nay, ba người các cậu sẽ là một phần của Dương Gia Lâu rồi. Đa tạ ông chủ, anh yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ không làm anh thất vọng đâu. Cậu không làm tôi thất vọng là chưa đủ đâu. Chuyện các cậu cần làm là đừng làm bản thân thất vọng kia. Tôi hỏi các cậu, Dương Gia Lâu ở Võ Nghĩa đại diện cho cái gì? Đại diện cho đồ ăn ngon nhất, phục vụ tốt nhất. Nếu các cậu đã là một phần của Dương Gia Lâu thì có phải có cảm giác vinh dự không? Cùng vinh dự với Dương Gia Lâu. Đúng vậy, nói hay lắm. Vinh nhục cùng trải. Không có tiền công, còn về tiền công, các cậu yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi các cậu đâu. Còn về bao ăn ở, mỗi tháng 3 đồng đại dương. Nhiều như vậy sao? Còn nữa, phòng của các cậu đều ở tầng 1. Đây là thẻ lập việc của các cậu. Sáng sớm thì cầm thẻ tới làm. Khi nào tan làm thì nộp thẻ lại ở trên quầy. Được, tôi còn có việc. Để ông khác rồi nói nhé. Được, anh đi thông thả nhé. Chú ý làm việc đó. Được, anh yên tâm đi, đi thông thả nhé. Vừa nãy anh nói bắt cóc anh ta, bắt như thế nào đây? Cứ bình tĩnh, để tôi thăm dò thêm đã. Đại ca, tôi phát hiện ông chủ này, tên họ Dương này không đơn giản đâu. Đừng nhiều lời, làm việc đi. Đường chủ, họ lại gửi thư tới nữa. Gửi lên tin gì vậy? Không sợ bị người khác nghe thấy sao? Đại đương gia sau khi để lại ám hiệu của thôn Tơ Lụa Châu Thị, đến nay vẫn chưa có động tĩnh. Dương đường chủ xin đừng lo, đợi đại đương gia xuất hiện mới ra chỉ thị tiếp theo. Còn đừng lo lắng nữa. Coi tôi là một người nhà thật đó hả? Ông chủ, tôi thấy Tiểu Lục Tử, trong số mấy người mới tới, có ai có thể chạy bàn được không? Tôi thấy La Thành đó cũng được đó. Phản ứng nhanh, sức khỏe tốt, có thể sử dụng được. Tôi thấy người này cũng không tệ, bước đi khá là vững chắc, chắc là đã luyện võ. Thời buổi này là đàn ông đều phải có chút bản lĩnh. Sơn tặc thổ phỉ giang hồ, có ai không phải là dạng dừa chứ? Nếu không có chút bản lĩnh, không biết chừng một ngày nào đó sẽ... Anh là ai? Nửa đêm rồi còn lén lén lút lút.
anh không phải là người của Dương Gia Lâu. Tôi là người làm ở Dương Gia Lâu. Anh nói dối. Tôi ra vào Dương Gia Lâu nhiều ngày như vậy rồi, trước giờ chưa từng thấy anh. Tôi vừa mới tới hôm nay, cô vừa gặp tôi cũng là bình thường thôi. Ngược lại là cô đó. Một cách thê, nửa đêm không ngủ lại lén lút lút ở đây làm gì hả? Bắt trộm? Trộm sao? Tôi không phải trộm. Anh không phải. Anh không phải mà lén lút lút trốn ở đây làm gì? Hồi sáng tôi làm rơi túi tiền, muốn đi tìm thử. Lên trên nhìn sẽ rõ hơn. Được, anh cứ từ từ mà tìm đi. Tôi đi ngủ đây. Cho hỏi cô tên gì vậy? Đại ca, đại ca, thăm dò được những gì rồi? Đại ca, anh nói gì đi chứ? Đẹp, thực sự rất đẹp. Anh nói là bố trí trong phòng tên họ Dương kia sao? Đám cậu Hán Giang này cuộc sống thoải mái thật đó. Chỉ thấy cô ấy lông mày lá liễu, mắt quả hạnh, đôi môi anh đào. Đúng là có một chút. Có một chút. Miệng của tên họ Dương đó mà còn nhỏ sao? Đại ca, tôi phát hiện anh về đây. Sao mà cứ như trúng tà vậy? Trúng tà gì chứ? Tôi đã gặp được một cô gái. Cô gái sao? Cô gái gì vậy? Anh mau nói chúng tôi nghe đi. Được rồi, vào chuyện chính nhé. Dương Hữu Tính này khó bắt cóc lắm. Anh ta ở tầng 2. Bắt cóc anh ta là từ tầng 2 xuống mà không ai hay biết. Không dễ dàng đâu. Chúng ta phải tính kế kỹ lưỡng mới được. Đại ca, anh tính đi. Chúng tôi nghe theo anh cả, anh tính đi. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Đó là bắt cóc ở bên ngoài, mai phục hậu diện của kẻ địch. Cái quan trọng là sự kiên nhẫn. Chúng ta phải giành được sự tin tưởng của Dương Hữu Tính trước. Sau cùng thì tìm cơ hội bắt cóc anh ta. Chu Toàn, xuất sắc. Đi khắp buôn nơi tìm không thấy, hóa ra là diễn thủ. Trịnh có thể lợi dụng đám người này. Anh có cần gì không? Rót rượu đi. Mọi người uống vui vẻ nhé. Và đó rót rượu đi. Đại Mau, lên món bằng này đi. Lai Thành, cậu đứng đó làm gì? Đưa món lên đi chứ. Tôi không biết phải đưa bằng nào. Chị Bạch Lộ, để em làm cho. Đằng nào em cũng đang rảnh. Làm phiền Yến Tử cô nương rồi. Đồ ăn này của bàn số 2, đưa cho tôi. Bà chủ, vậy giờ tôi làm gì đây? Bà bên đó khách đi rồi, anh qua dọn bàn đi. Được. Hai vị đã ăn xong chưa? Thế nào, đồ ăn hôm nay có hợp cậu vị không? Anh cứ nói cô ấy xinh đẹp. Sao tôi lại không thấy cô ấy xinh đẹp chứ? Có nói cậu cũng không hiểu đâu. Anh không nói thì sao mà tôi hiểu được? Đàn ông nhìn phụ nữ có mấy phương diện nào? Đầu tiên là đôi mắt linh hoạt. Nghĩa là sao? Chính là đôi mắt biết nói đó. Toàn lên tinh, con người ai cũng có miệng để nói. Mắt nói kiểu gì chứ? Bởi vì biết nói con người của cậu. Sao lại nhạt nhẽo như vậy chứ? Cậu chẳng hiểu gì cả. Anh thì hiểu rồi. Đôi mắt tới rồi kìa. Tới rồi kìa. La Thành, các anh đang nói chuyện gì đó? Không có, chúng tôi chỉ đang nói chuyện linh tinh thôi. Cô biết tên của tôi à? Tôi là Đốc Phương Yến. Chúng ta xem như là quen rồi nhé. Sau này có chuyện gì tôi sẽ giúp anh. Giúp tôi? Giúp tôi chuyện gì? Sau này rồi anh sẽ biết. Đông Phương Yến, quả là tên hay. Sau này rồi anh sẽ biết. Đông Phương tiểu thư, nghe nói gần đây cô vẫn luôn không ra ngoài, có phải là vì tịch bạch lệnh không? Nếu anh ta còn làm phiền cô nữa, tôi sẽ dạy cho anh ta một bài học. Ngày kia mình ra,
Ngài nghĩ nhiều quá rồi. Mấy ngày nay tôi không ra ngoài là vì không được khỏe, không có nguyên nhân gì khác đâu. Khi nào Đông Phương tiểu thư khỏe lại có thể ra ngoài, nhưng phải chú ý an toàn đó. Chợ Nghĩa không thấy bình đâu. Đã xảy ra chuyện gì à? Đông Phương tiểu thư có biết quan võ hội không? Quan võ hội? Trước đây hình như tôi có từng nghe nói, nhưng mà tôi không biết bọn họ làm gì cho lắm. Cái tên nghe thì hay lắm, thực chất chỉ là một lũ lưu manh thôi, chỉ gỡ làm loạn trị an xã hội. Tôi nghe nói gần đây họ chuẩn bị có hành động gì đó, làm cho huyện thành lòng người rối ren. Có hành động sao? Tại sao vậy? Nghe nói là đang tìm người. Cụ thể thì tôi không nói nhiều nữa. Tóm lại, Đông Phương tiểu thư nhớ chú ý an toàn là được. Cảm ơn đội trưởng Kimura. Vậy tôi xin dùng ly rượu này kính ngài, hy vọng ngài mọi chuyện thuận lợi. Điện hạ, đội trưởng Kimura, ngài Sato, mọi người ăn trước đi. Tôi ra ngoài dục thêm đồ ăn, lát nữa sẽ lên kính rượu sau. Ông chủ Dương, không cần vội. Hôm nay ta tới đây không chỉ là để ăn thôi đâu. Ngồi xuống đi. Hôm qua ta bắt được một người của quan võ hội, là người của Dương Gia Lâu các anh. Không thể nào, sao tiệm của tôi lại có loại người này được chứ? Hai tên bán nước các người, một đôi hán gian. Ông chủ Dương, cậu có biết người này hay không? Tôi biết. Đây là một người làm trong tiệm của tôi, đại tráng. Ông chủ Dương quả là người thật thà, dám nói không quen là anh chết chắc rồi. Ta từng gặp người này ở Dương Gia Lâu không dưới 10 lần, đúng không, đại tráng? Điện hạ, chúng tôi thực sự không biết gì về chuyện này. Chuyện này anh nói không tính, ta nói cũng không tính. Chỉ có cái này nói mới tính thôi. Ông chủ Dương, anh này bắn chết tên quan võ hội này ngay trước mặt bọn ta đi. Như vậy ta sẽ tin Dương Gia Lâu các anh và quan võ hội không có bất cứ quan hệ gì. Giờ ta sẽ bắt đầu đếm. 10. Điện hạ, lại đùa hơi quá rồi đó. Tôi thực sự rất sợ bán mà. 9. Bắn đi, hai tên hán gian các người, cho dù có chết cũng không tha cho các người đâu. 8. Bắn đi, hai tên hán gian các người, bắn chết ta đi. 7. 18 năm sau, ta sẽ là một hảo hán. Bắn đi. 5. Bắn chết tôi đi. 4. Bắn đi. Bạch Lộ tiểu thư quả không phải là người bình thường. Đây đúng là may mắn của ông chủ Dương. Nhưng mà hai người hà tất phải nghiêm túc như vậy chứ? Tôi chỉ là muốn đùa với hai người chút thôi mà. Điện hạ, hữu tính sợ máu lắm. Tôi thay mặt anh ấy xin có lời xin lỗi ngài. Cô dìu ông chủ Dương xuống đi, bảo nhà bếp làm đồ ăn nhanh lên. Trải qua chuyện này xong, chúng tôi cũng thấy đói rồi. Tôi xin phép. Đi thôi, hữu tính. Điện hạ, đột nhiên tôi thấy không được khỏe cho lắm. Tôi có thể... Đông Phương cô nương, cô xem, trên bàn chỉ còn mấy người đàn ông chúng tôi thôi. Cứ ngồi xuống đi, ăn với chúng tôi một lát đi.
Chuyện này không thể trách em được. Điều là lỗi của anh. Nhưng mà Tiểu Lộ, em nói xem, đám người của quan võ hội này đều là mặt sắt cả sao? Vì bảo vệ thân phận của anh mà bọn họ cũng không cần cả mạng sống. Nhưng mà bọn họ đều là người liều lĩnh hết. Bọn họ biết sợ là gì chứ? Nhưng em từng nghĩ hay không? Có lẽ bọn họ đã làm đúng. Nhưng mà tôi lại phải gương mắt nhìn người Nhật không ngừng giết người cướp của, làm hại người dân. Tôi nắm chặt nắm đấm lại. Tôi cho rằng cái mạng này của mình không phải là trả cho quan võ hội, mà là để đối phó với đám bại quại đó. Tôi tin rằng rồi một ngày cậu sẽ hiểu. Không đánh đuổi được người Nhật, chúng ta sẽ không có đường lui. Trung Quốc không có đường lui. Nhớ kỹ, nước không còn, nhà không còn. Trời đất rộng lớn, tôi biết đi đâu về đâu đây. Dương Gia Lâu đúng là của chúng ta, nhưng người Nhật giết người bừa bãi ở đây như vậy, đây có còn là địa bàn của chúng ta nữa không? Tất cả mọi người đều không sợ chết. Em nói xem, có phải em và anh góp chút sức lực hay không? Coi như anh chưa nói gì hết. Đại ca, sao vậy? Đám người Nhật trời đánh đó, khốn kiếp. Không được, tôi phải đi liều mạng với bọn chúng. Đại ca, anh đừng kích động. Quân Nhật thế lực lớn lắm, chúng ta đánh liều như vậy không đánh lại chúng đâu. Vừa nãy các cậu không nhìn thấy đó thôi. Lúc tôi bưng thức ăn lên đã nhìn thấy rồi. Xác của người đó chết để ngay bên cạnh bàn, vậy mà bọn họ lại coi như không thấy gì. Trong phòng đó có những ai nào? Cùng Matsu và Kimura là hai tên Nhật lớn nhất ở đây. Giết hai người họ rồi, vừa hay có thể báo thù cho thập tam muội. Người của quan võ hội nhất định sẽ không ngừng tìm chúng ta. Chúng ta có người rồi, có súng rồi, sẽ có đủ thực lực liều với bọn Nhật ngay thôi. Đại ca, nói như anh như vậy thì chuyện này chúng ta có thể làm được đó. Nếu đánh thắng người Nhật trận này rồi, sau này chúng ta có thể kéo cờ tự làm luôn. Cầm lấy. Cô mất xu. Không được, vẫn phải có súng. Đại ca, anh nói cái gì chứ? Đợi tôi. Đại ca, anh đang nghĩ gì vậy? Liệu có ổn không đó? Tạm không nói có thành công hay không. Đầu tiên, trạng thái của cậu hiện giờ đang có vấn đề. Trạng thái của tôi làm sao có vấn đề? Muốn làm việc lớn, muốn một bước lên trời là sai. Nhớ kỹ, làm bất cứ chuyện gì cũng phải từng bước, bắt đầu từng chuyện nhỏ. Vậy có khả năng thành công mới càng lớn hơn. Đại ca, anh nói chuyện đó rốt cuộc là có làm hay không đây? Tất nhiên là không làm. Đã nói rồi, bắt đầu từ chuyện nhỏ.
Tạm thời tha cho hai tên người Nhật đó đi. Ngày tháng sau còn dài, cứ làm theo kế hoạch gốc. Lấy mạng tên Hán Giang họ Dương đó trước đã. Điện hạ, cẩn thận bật thêm. Điện hạ đi thông thả. Đám người Nhật trời đánh này. Tới nhà kho với tôi một lát. Ông chủ Dương, vì chúng tôi xin phép cáo từ. Đội trưởng Kimura, hẹn gặp lại sau. Anh vào đây đi. Không biết Đông Phương cô nương hẹn tôi tới đây là có chuyện gì vậy? Các anh muốn bắt cóc Dương Hữu Tính đúng không? Rốt cuộc là cô muốn làm gì? Tôi muốn làm gì không quan trọng. Tôi tới chỉ là muốn nói với anh rằng, trong chuyện đây, tôi với các anh cùng một bọn bắt cóc Dương Hữu Tính, trừng phạt tên Hán Giang đó, trút giận cho nhân dân huyện Võ Nghĩa, nghĩa bất từ nan. Hậu Sơn Võ Nghĩa có một loại nấm tùng dung dại, là thực phẩm hàng đầu, hái nó rất khó. Chiều nay các cậu chuẩn bị theo tôi lên núi một chuyến, vừa hay có thể đi dạy các cậu phân biệt loại nấm luôn. Vậy thì tốt quá ông chủ. Chúng tôi nhất định sẽ học cho thật tốt. Ông chủ, tôi cũng muốn đi. Dương đại ca, tối nay tôi có chút chuyện, chắc là không ăn cơm ở Dương gia lâu đâu, cũng không tiện ra tay. Được, Lục Tử, chiều nay cậu đừng theo tôi lên núi nữa. Đi theo Yến Tử, có chuyện gì thì giúp cô ấy đi. Ông chủ, trên núi nguy hiểm lắm, thôi để tôi đi với anh đi, tôi không sao đâu. Cậu cứ đi theo Yến Tử đi, nếu cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ hỏi tội cậu đó. Lục Tử, anh yên tâm đi, có chúng tôi chăm sóc ông chủ rồi mà. Các cậu mau đi chuẩn bị đi. Mấy người các cậu, là đi theo ông chủ học đi. Dám lười biếng, tôi sẽ trừ lương các cậu đó. Dạ dạ. Hôm nay là một cơ hội rất tốt, các anh đừng bỏ lỡ đó. Được. Loại nấm này ở khu vực này rất thường thấy, nhìn thấy cũng khá giống nấm thường, thấy không? Nhưng thực ra độc tính rất lớn, ăn vào sẽ chết người đó. Vậy nên tuyệt đối đừng có hái. Cậu xem phải phân biệt thế nào nào. Bên dưới nó trông như là quả bóng, nhớ kỹ đó. Tôi nhớ rồi. Đại ca, chúng ta ra tay luôn chứ, đợi thêm chút nữa đi. Tại sao? Núi chưa đủ sâu, lỡ bị phát hiện thì rắc rối to đó. Đợi lát đi. Cậu xem, đây chính là nấm tùng nhung, cũng có thể gọi là nấm đại hoa, là một loại nấm thượng hạng trong họ nhà nấm đó. Còn có thể gọi nó là vua của các loại nấm. Ở Nhật Bản cổ đại, đây là cống phẩm của hoàng gia đó. Cây nấm nhỏ thế này đâu có đủ nhét vào kẻ răng chứ. Tất nhiên là không hái cỡ này, theo lý mà nói phải để nó lớn thêm trong núi đó. Đi thôi. Lát nữa để tôi kiểm tra cho. Được. Đông Phương cô nương, đồ đạc đã chuẩn bị xong cả rồi. Cô định khi nào xuất phát đây? Anh Tiểu Lục, thật ngại quá, đột nhiên tôi cũng không biết làm sao nữa, lại cảm thấy không được khỏe. Chắc là tôi không đi được rồi. Cô không sao chứ? Có cần tôi tìm Đại Phương giúp cô không? Không cần đâu, tôi nằm đây nghỉ một lát là được rồi. Không sao đâu. Được, vậy tôi xuống bếp làm việc đây nhé. Có chuyện gì cô nhớ gọi tôi đó. Cảm ơn anh Tiểu Lục. Được. Tên họ Dương kia, tên đại hán Giang nhà anh, để xem lần này anh có thoát được nữa không. Vì khách quan này, em muốn ăn gì? Có nhìn thấy cái này chưa? Đây là ký hiệu xin được liên lạc. Nếu có người dùng ký hiệu này tìm tới con, thì con phải làm như thế này để tiến hành trả lời.
khỏi phải nói chứ. Ký hiệu này cũng đẹp lắm đó. Tất nhiên rồi. Cậu không xem là do ai thiết kế? Tất nhiên rồi. Con nói cho nghe, cái này chẳng khác gì mấy hình bùa chú mà mấy đạo sĩ trên núi vẽ cả. Con bớt lảm nhảm đi. Nhớ kỹ vào đó. Con nhớ rồi. Không phải chỉ là vài hình vẽ thôi sao? Đi theo hướng mũi tên. Gặp lại sao? Tôi thấy chỗ này trước sau không có một bóng người. Có vẻ ổn đó. Lát nữa tôi sẽ đánh ngất anh ta. Hai người dắt anh ta đi nhé. Được. Đoạn đường phía trước nhớ là phải cẩn thận đó. Đường dốc trơn lắm. Bên núi lại có vách dựng. Nhớ phải cẩn thận đó. Được, tôi nhớ rồi. Tôi thấy con người Dương Hữu Tính này cũng tốt đó chứ. Cậu vẫn còn trẻ lắm. Anh ta quan tâm chúng ta như vậy, chắc là vì chúng ta đang làm việc cho anh ta thôi. Nói không sai. Chút ân nghĩa này có ý nghĩa gì sao? Không có. Hôm nay tôi nhất định bắt anh ta. Ông chủ, để tôi đeo giúp anh. Con người cậu sao bất cẩn vậy chứ? Không phải tôi đã nhắc nhở cậu rồi sao? Đường thì trơn mà cậu xem vết giật này sâu như vậy, lỡ như ngã xuống không chết thì cũng bị thương. Đi từ từ thôi. Tôi biết rồi ông chủ. Đi từ từ thôi, cảm ơn anh. Nguy hiểm quá. Đại ca, chúng ta có bắt anh ta nữa không? Tên họ Dương này cũng tốt với anh em mình quá chứ. Phải đó, tôi thấy tên họ Dương này không phải là người xấu đâu. Mới tốt với các cậu một chút, các cậu đã mềm lòng rồi. Anh ta giúp người Nhật làm bao nhiêu chuyện xấu, nhất định phải bắt. Đi thôi. Ông chủ, ông chủ, anh xem giúp tôi, đây là nấm gì vậy? Đây là nấm cỏ. Cái này có thể ăn được. Có thể ăn, vào miệng rất ngọt. Nhớ kỹ dáng vẻ của nó nhé. Có thể ăn được. Tất cả những gì tôi nói với các cậu đều phải ghi nhớ thật kỹ đó. Thời buổi bây giờ, nói không chừng một ngày nào đó chúng ta thật sự sẽ phải trốn trong rừng. Cái gì nên ăn, cái gì không nên ăn phải nắm rõ. Một cây nấm này nói không chừng là một tính mạng đó. Đúng vậy. Anh là ai? Thái quân. Chúng tôi đều là người của Dương Gia Lâu. Ra là ông chủ Dương. Xin hãy lượng thứ. Xem ra địa bàn của Dương Hữu Tính ở chỗ người Nhật cũng không thấp đâu. Chúng ta đúng là sơ suất rồi. Nếu không tin họ Dương này lại là một con cá lớn. Cậu xem, đáng ra chúng ta phải ra tay với anh ta sớm hơn. Bây giờ người Nhật tốt với anh ta như vậy, thật không biết anh ta phải bán bao nhiêu người Trung Quốc mới đổi lại được nữa. Các anh đang đi đâu vậy? Chúng tôi ra khu mộ hoang sau núi để hái ít thức ăn. Khu mộ hoang? Ông chủ Dương, chúng tôi vừa mới từ bên đó trở về xong. Khu vực đó không an toàn đâu. Có thổ phỉ qua lại. Tôi thấy thế này đi, để chúng tôi hộ tống anh qua đó. Không cần rắc rối như vậy đâu. Không, nếu điện hạ biết tôi để ông chủ Dương gặp nguy hiểm, ngày ấy sẽ trách phạt tôi đó. Đã làm phiền rồi. Vậy thì đa tạ ngài. Cá có lớn cách mấy cũng hết hy vọng rồi. Được lắm, yên tâm mãi nắm đi. Miếu. Hội.
Thập Tam, tới miếu hội Thập Tam Muội. Nhanh lên đi thôi. Nhanh lên. Thu hoạch cũng nhiều quá nhỉ. Mau cất đồ vào trong bếp đi. Anh vất vả rồi. Anh nghỉ ngơi sớm đi. Như vậy mà cũng không sao sao. Xem ra mình đã đánh giá thấp anh ta quá rồi. Đúng là xui xẻo. Xui xẻo quá đi mất. Lại lập cổ sai cho tên họ Dương đó thêm một ngày. Tôi thấy cũng tốt mà. Ít nhất hôm nay chúng ta cũng thu thập được một ít tri thức. Hơn nữa sau này chúng ta lên núi cũng không sợ chết đói rồi. Đúng không đại mau? Đúng vậy đại ca. Nếu không nhờ ông chủ Dương nói với chúng ta chuyện đó, chúng ta cũng không biết ăn bao nhiêu nấm độc rồi. Cậu này thì ăn nè. Suốt ngày chỉ biết ăn, sao không ăn tới chết luôn đi. Tôi thực sự cạn lời với cậu luôn. Tôi phải nói với các cậu thế nào đây? Tôi là người muốn làm việc lớn. Chúng ta phải là những người làm việc lớn. Đúng vậy. Chuyện nhỏ không thành, sao có thể được thiên hạ? Muốn làm chuyện lớn, chúng ta phải bắt đầu từ chuyện nhỏ. Cậu xem các cậu gấp chăn kìa. Tôi đã dạy các cậu thế nào? Phải gấp chăn theo quân đội đó chứ. Các cậu gấp cái gì kia? Làm cái kiểu gì vậy hả? Trời ạ, tôi... Ai đó? Đồng Phương Yến. Đồng Phương cô nương, mời vào. Có chuyện gì vậy? Anh nói xem. Ba người các anh đến một tên Dương Hữu Tính trói gà không chặt, cũng không bắt nổi nữa, thì có thể làm được gì đây? Cô nhỏ tiếng thôi. Chuyện đó được rồi. Chuyện qua rồi tôi không nhắc lại nữa. Hôm nay các anh vẫn còn một cơ hội nữa. Tám giờ tới 9 giờ hàng ngày, tên họ Dương đó sẽ luyện kỹ năng nấu ăn ở đây. Các anh tự mình xem mà đi làm đi. Đông Phương cô nương, tôi thực sự rất hiếu kỳ muốn hỏi cô một câu. Tại sao cô lại để tâm tới chuyện của chúng tôi như vậy chứ? Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là các anh phải biết trong chuyện này, tôi là người cùng hội cùng thuyền với các anh là được. Đối phó Hán Giang tinh người Nhật, tôi nghĩ bất từ nan. Được. Đợt này Dương Hữu Tính không thoát khỏi lòng một tay của chúng ta được đâu. Trả lời tổ chức, Yến Tử đã liên lạc được với đại đương gia Thập Tam Muội, sẽ gặp nhau trong thời gian tới. Xin tổ chức yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao, thuận lợi liên lạc với quan giáo hội, dùng dũng can tư tưởng thuyết phục bọn họ sớm ngày lật đổ quân Nhật, hoàn thành nhiệm vụ ở Võ Nghĩa. Đại ca, đèn vẫn sáng kìa. Tình báo của Đông Phương cô nương chuẩn thực đó. Hành động. Bỏ vào bao tải. Đi thôi. Đông Phương cô nương, đại ân có lòng cảm tạ, mau đi đi. Được, đợi tôi về nhé. Đi thôi.
đại ca. Hai người đi trước đi, để tôi chặn hậu. Rốt cuộc cô tính sao rồi? Em không biết nữa. Lúc em tới đây chỉ thấy Tiểu Lục Tử ở trong thôi. Bảo kiếm đã rút ra, nhất định phải chém đứt đầu người. Nào chỉ là báo quán, nửa đêm báo tư thù. Rốt cuộc anh là ai?